À, hôm nay mình sẽ nói về chủ đề Photoshop, đó là dùng chọn. Tại vì dùng chọn á, là một phần rất quan trọng trong Photoshop. Dùng chọn á, nó đi đôi với fader. Dùng chọn có thể giúp chúng ta hiệu chỉnh một cái file hình rất là đơn giản hơn. Nếu như chúng ta làm chủ được dùng chọn á, thì tất cả những file hình á, chúng ta sẽ làm một cách rất là trơn tru và dễ dàng. Ví dụ như một cái file hình chụp những cái hốc mà sáng tối á, thì chúng ta cần phải biết cách tạo dùng chọn và fader cho nó phù hợp để chúng ta có thể làm một cái tấm hình đó nó đẹp hơn. Sau đây mời các bạn tham khảo nhé. Xin chào, hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề tạo dùng chọn như thế nào để chúng ta chỉnh màu và nâng sáng hình lên một cách hiệu quả. Ở đây tôi có một file hình nó tối thui như thế này. Đây là file gốc máy Nikon D610 chụp. Nó chụp như thế nào mà không biết, tối quá. Tôi sẽ vô email để chọn một lệnh là app email. Các bạn thấy lệnh app email này á, thì nó có rất là nhiều cái chế độ màu để chúng ta nâng sáng. Ở đây tôi sẽ chọn là màu ren là sẽ sáng hình lên. Các bạn thấy cái màu nó sẽ sáng lên và rất là điều hình, trong khi đó mình nâng những lệnh khác thì nó sẽ không đều bằng, nó đều mà giữ lại chi tiết. Ở đây nó có opacity, trường hợp nếu như hình mà chúng ta không thích sáng quá thì chúng ta giảm lên 50%, hoặc là chúng ta để 100% luôn. Đối với hình này tôi để 100%. Cái thứ hai á là mình sẽ tạo vùng chọn như thế nào để mình nâng cái khuôn mặt này lên nè, cách đều mà không bị đốm, bị quằn. Mình sẽ chọn công cụ này đây. Các bạn chú ý là mình chọn fader là khoảng 30 trở lên để mình khoanh nó sẽ là không có bị. Ở đây tôi sẽ chọn là 30, nâng sáng lên từ từ. Mình sẽ đẩy ánh sáng lên đó, chọn fader lúc nào cũng phải cao lên đối với những hình này. Nếu chọn fader thấp nó sẽ bị quần. Đây cũng vậy luôn, mình sẽ chọn fader từ 30. Ở đây tôi chọn mặc định là 30, nâng sáng lên. Ok, những cái hốc này á thì chúng ta sẽ chọn những vùng tối. Bên này mình sẽ có công cụ Select Tool, mình sẽ chọn mẫu một màu tối như thế này đó. Nó sẽ chọn những vùng tối như thế này. Mình sẽ chọn Smile, click chuột phải, chọn Smile lên. Này nó có tác dụng là nó sẽ chọn những vùng tương tự luôn. Đây các bạn thấy những vùng tương tự là những vùng tối tương tự bên, nó sẽ chọn cho mình nên mình rất là dễ điều chỉnh cho hình đều lên. Kế tiếp là mình chọn Fader. Fader thì đối với cái này chúng ta chọn fader từ 10 trở lên nha, từ 10 tới 20. Nếu chúng ta chọn thấp thì nó sẽ không có đều. Đây tôi thí dụ tôi chọn 20 chứ không cần 10, nó nâng sáng lên đó, nâng gì vừa thôi, nâng sáng lên đó. Đối với 10 nó sẽ đều hơn.
Còn trường hợp mà tôi trả lại, tôi sẽ chọn fader, thí dụ như fader 2 chẳng hạn. Fader thấp quá thì nó sẽ hình nó sẽ không đều đó các bạn thấy. Bởi vì vấn đề quan trọng ở đây là mình phải chọn fader làm sao cho phù hợp để mình chỉnh cái hình nó sẽ đều và đẹp hơn. Rồi. Cách chọn fader này là bằng cách smile. Còn cách kế tiếp á là chúng ta chỉ cần bỏ cái dấu ở trên đây để chúng ta click vô những vùng tối thôi. Đó. Thì nó sẽ tự chọn tất cả những vùng tối mà mình click vô mẫu đầu tiên. Thì nó sẽ chọn cho mình luôn. Rồi tiếp tục mình chọn fader và nâng sáng lên. Ở đây là mình sẽ chọn nâng sáng lên từ những vùng tối lên cho nó điều hình trước, rồi sau đó mình sẽ canh hình lại sau. Ở đây tôi sẽ nói về vấn đề tạo vùng chọn thôi, làm thế nào để chọn những vùng chọn một cách phù hợp với fader để cho nó làm khi mà mình canh những hốc tối lên đều lên thì hình nhìn nó sẽ rất là dễ chịu, và khi đó mình chỉnh màu nó đơn giản hơn. Đó là cách tạo vùng chọn bằng Magic này với Lash Tool. Và cái cũng có một cách để chọn vùng chọn, tạo vùng chọn nữa, đó là Color Run. Color Run là một lệnh tạo vùng chọn dựa theo hệ màu. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều hệ màu cho mình chọn. Nhưng đối với hình mà nhiều màu như thế này á, chúng ta sẽ chọn công cụ này. Chúng ta sẽ hút. Ví dụ ở đây tôi hút những vùng tóc. Tóc nó hơi dư, tôi hút cho nó đậm xuống. Thì các bạn thấy cái cây cọ này nè, lết tới đâu thì nó sẽ tạo, nó sẽ lấy vùng chọn cho mình luôn. Màu trắng là những vùng chọn. Chúng ta muốn cộng thêm một màu nữa, ví dụ màu đỏ đây, thì mình click vô màu đỏ, nó sẽ cộng thêm màu đỏ. Đây, bên màu trắng này là nó đã tạo vùng chọn cho mình. Ok, đó. Như vậy mình cũng sẽ chọn fader từ 10 trở lên luôn. Khi mà fader cao á, mình sẽ chỉnh hình nó sẽ ít bị lỗi phân dùng hơn. Đó. Đó, mình nâng sáng lên hoặc giảm xuống cho hình. Rồi. Đây mình chụp lại tấm hình cho các bạn coi. Đó. Khi mà mình tạo dùng chọn như thế này, nếu chúng ta chọn fader thấp á, thì hình nó sẽ bị bệt. Hình kế tiếp nữa, ở đây có một file hình nhìn rất là xấu ghê luôn, quá ghê. Hốc tối như thế này mình chỉnh làm sao mà cho nó đều lên được, điều khó. Mình cũng nâng sáng lên bình thường. Trước tiên là chúng ta sẽ tạo vùng chọn nhìn những vùng tối của chú rể. Mình sẽ khoanh những cái hốc này lên. Các bạn nhớ là lúc nào fader mình để cố định trên đây là 30, nếu thấp hơn một chút cũng được, nhưng mà cao hơn một chút cũng được, đừng thấp quá. Sẽ nâng lên bằng lệnh app. Bạn nhớ cái lệnh app email này nâng sáng.
khuôn mặt như thế này. Mình giữ chuột mình kéo như theo những vùng da này, nó sẽ tự tạo hình tròn cho mình. Ở đây mình cần chỉnh, ở đây là mình chỉ chỉnh cái khuôn mặt với da nó lên nó trong sáng thôi. Nhớ chọn fader. Đó. Nâng sáng lên. Ở đây mình nói về cách tạo vùng chọn và nâng nâng sáng bình thường thôi. Còn vấn đề màu sắc đó thì mình sẽ chỉnh sao. Nâng sáng làm sao cho đều tấm hình bằng cách là tạo vùng chọn. Vùng chọn và fader. Ở đây mình cũng dùng công cụ Quick Tool. Mình giữ chuột thì mình kéo như thế này. Đó. Mình sẽ nâng lên từ từ. Sau mình sẽ dùng vô. Tương tự. Ok. Rốt cuộc nó cũng đều. Đó. Bạn thấy. Khi mình chỉnh hình, mình biết cách tạo được vùng chọn và fader phù hợp thì nó sẽ chỉnh được những hình khó như thế này. Nó sẽ lên đều hơn. Khi đó thì mình chỉ việc chạy một cái xanh đây. Ví dụ đây tôi có một cái xanh đây, tôi sẽ chạy đó, nó đã rực hình lên rồi, vậy là xong. Nhưng mà cái bước quan trọng nhất đó, là mình phải hiểu được cái cách tạo vùng tròn, mình nâng cho đều hình lên để sau đó mình sẽ chạy chương trình nó sẽ đẹp hơn. Tại vì cái chương trình tạo ra chỉ để chạy những hình vừa nó lên đẹp, chứ nó không có làm cho những cái tấm hình xấu. Rồi, ok. I never made it, but I know I-